chào quý vị và các bạn, tôi là Trần Tuấn Anh, phóng viên của báo Thanh Niên đang tác nghiệp tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, nước chủ nhà SEA Games 29. Thưa quý vị, vào buổi chiều ngày 12 tháng 8 đã xảy ra một sự cố khiến cho buổi tập của đội tuyển U22 bị trễ hơn so với dự kiến. Sự cố này diễn ra như thế nào thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những ghi nhận của chúng tôi. Rút kinh nghiệm về sự cố trễ giờ ở buổi tập đầu tiên, huấn luyện viên Hữu Thắng đã yêu cầu bộ phận hậu cần kiểm tra kỹ lưỡng về sân tập cũng như vấn đề giao thông xe cộ. Thế nhưng ở buổi tập chiều 12 tháng 8, người dẫn đoàn và tài xế taxi lại đưa đội tuyển U22 Việt Nam đi nhầm sân tập, dù sân tập hôm nay nằm ở khuôn viên Đại học Malaysia, nơi mà hầu như tài xế taxi nào cũng biết. Sau khi đi lòng vòng 30 phút, cuối cùng đội tuyển cũng đến được sân tập UM Padang B thuộc Đại học Malaysia. Nhưng khi đến nơi thì cửa sân tập bị khóa kín, thế là toàn đội phải ngồi ngoài sân, ban huấn luyện thì đứng lắc đầu ngao ngán. Trước trận chiến lớn, những phút tập luyện chiến thuật là vô cùng quý giá, vì thế huấn luyện viên Hữu Thắng tỏ ra không hài lòng. 12 ngày đầu thì chắc là cái công tác tổ chức của bên bạn nó chưa được vận hành tốt lắm, cho nên lúc đi tập có cái trục trặc về vấn đề phân bổ thời gian, phân bổ sân tập nó hơi khó khăn. Tất nhiên cũng nó làm rất lỡ kế hoạch của mình, nhưng mà đó là một cái khi về vấn đề tổ chức của nước chủ nhà. Tôi nghĩ là hy vọng một vài ngày tới nó sẽ tốt hơn. Phải mất hơn 30 phút, sau nhiều cuộc điện thoại liên hệ, cửa sân tập mới được mở để cho U22 Việt Nam tập luyện. Do đây là buổi tập chiến thuật, nên huấn luyện viên Hữu Thắng yêu cầu các phóng viên chỉ tác nghiệp 15 phút.